Thảo đồ về cặp này thì giới thiệu cho các bác. Cặp này thì nói chung là nó cũng không phải là đồ nó quá là đắt tiền, cũng không phải là đồ kiểu high end cao cấp gì cả, mà đây là một cặp loa bình dân thôi, của Nhật xịn. Thì nhiều anh em là muốn là cái gì nó cũng phải zin. Đây đây là cặp loa 700Z của Diatone, dòng này made in Japan nhé, và đây gọi là gân zin đây. Đấy. Này quay cho các bác xem gân zin đây. Đấy. Đây là gân zin nha các bác nhé. Còn chung thì nó ít khi phải thay lắm. Cái gân chung ấy. Đấy, còn đây là gân zin. Còn với những dòng sạc pin như này thì thường là sẽ phải là thay gân rồi. Còn đây là trường hợp của gân zin. Và gân zin, một cặp loa gân zin tuổi đời khoảng trên dưới 30 năm. Thì đây em ấn tay cho các bác xem. Đó. Này nhá. Đấy, còn đây. Đây gân thay. Đương nhiên thì mình đây là mình chia sẻ cho các bác cái thôi, chứ còn về chất liệu thì hai cái khác nhau. Cái con Vega thì nó gân mút, còn con này thì nó gân vải. Và gân vải thì nó sẽ không bị mùn. Tuy nhiên thì có những trường hợp mà dùng một thời gian nó sẽ bị cứng cực kỳ luôn, cứng như cái mo cao á. Như con này là vẫn còn mềm. Thì nhiều con nó cứng đanh lại. Mà nhiều con nó cứng đến nỗi mà nó vỡ luôn cả gân ra. Thì khi đấy phải thay. Thì thực ra về cái này thì các bác có thể vào các bác xem kể cả những cái trang web của những cái nhà sản xuất loa luôn, thì người ta cũng có khuyến cáo là mình thay dùng trong một giới hạn thời gian nào đấy, tùy vào điều kiện thời tiết, độ ẩm, nhiệt độ, rồi môi trường mình sử dụng, thì người ta có gọi là cái gọi là khuyến cáo về cái thời gian để mình có thể tiến hành thay gân, giống như là mình đi thay lốp xe. Người ta khuyến cáo các bác đi khoảng bao nhiêu năm, có khi không cần bao nhiêu km đâu, người ta đi khoảng bao năm, tùy vào điều kiện, ví dụ khí hậu nhiệt đới như Việt Nam thì nó như thế nào đó, người ta sẽ khuyến cáo các bác thay. Thì đây là cặp gân zin nhé các bác nhé, cặp 700Z đó, rất là đẹp. Cặp này thì sản xuất chính hãng tại Nhật luôn và dùng cho nội địa Nhật. Nhiều anh em lại cũng nói là sao cái đồ này nó nhiều thế, mãi không hết. Thực ra các bác là nếu mà em không nhầm thì dân số Nhật thì nó phải gấp đôi dân số của mình ấy. Gấp hơn 2 lần luôn ấy. Do đó thì riêng cái tiêu thụ nội địa của Nhật thì nó cũng rất là lớn nhá. Đấy. Này các bác nhìn nhá. Đấy, ngoài cái nội địa nữa thì cái nhu cầu xuất khẩu của người ta cũng rất là lớn. Tuy nhiên những cái sản phẩm em đang quay cho các bác đây thì nó không dùng để xuất khẩu, mà nó dùng để nội địa, dùng sản xuất phục vụ nội địa. Đấy. Tuy nhiên thì người ta vẫn có xuất khẩu, không chuyên hẳn nhưng mà vẫn xuất khẩu những cái dòng này đi. Còn cái cặp em đang quay này các bác là cặp cũ second hand. Đấy, thuộc cặp loa second hand rất là đẹp. Đấy, các bác có thể nhìn cái nhũi vàng. Cặp này thì em test không biết bao nhiêu lần rồi. Cơ bản là quay cho các bác xem. Cặp loa đẹp và gân zin. Mà quan trọng đây là một cặp loa nó cũng không phải đắt tiền. Thùng bom bê rất là chắc và nặng. Các bác có nhu cầu sở hữu cặp này thì điện cho em. Theo số máy 098 369 8887. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác.